Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, Anh Quốc. Sáng ra em Chi đang ngắm con mèo nè cô chú. Mấy con mèo hàng xóm á, nó hay đi qua cái vườn của nhà mình lắm cô chú anh chị. Sáng nay thứ bảy thì Chi chuẩn bị đi học nhảy nè cô chú. Sáng nay đến trường thì cô giáo báo tin vui cô chú anh chị là em Chi học nhảy học rất là nhanh, thuộc bài và nhớ bài nữa. Cho nên là sang tuần sau Chi sẽ được lên cái lớp lớn hơn á cô chú anh chị. Đây là những cái hình ảnh của buổi biểu diễn tuần trước đó cô chú, sáng nay cô giáo mới gửi nè mọi người. Xin chào bà cô chú ơi. Xin chào con bà cô chú. Chị đứng lại, chị nói đàng hoàng, chị phanh tay lại coi. Xin chào con bà cô chú. Con nói từ từ, xin chào. Xin chào con bà cô chú. Bà cô chú ơi, sáng nay thứ bảy Chi sáng đã đi học nhảy về rồi nè cô chú. Bây giờ đang chuẩn bị thay đồ đi chơi. Hôm nay thì sẽ đi chơi hẹn hò với những cái bạn hàng xóm của Chi nè, với lại một cái bạn học mà thân, rất là thân với Chi luôn. Hai đứa rất là yêu thương nhau luôn. Nhưng mà chỉ học chung có một năm đầu thôi. Năm thứ hai thì cái bé đó ba mẹ đã chuyển trường, tại vì chuyển gần cái trường cấp 1 đó để mai mốt xin vô trường cho dễ đó cô chú. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau. Xong rồi Kim với Tony là làm bạn với ba mẹ của cái bạn đó luôn, là thỉnh thoảng là dẫn các bạn nhỏ đi gặp chơi nè. Chi rất là thích. Chi làm gì, Chi mang về cho mẹ hả? Cảm ơn Chi. Thôi để mẹ mang cho cái giày dơ. Honey, ơi. Ơi. Ừ. Have fruit. Is that it then? She had a banana, apple, raspberry, strawberry. What we might do is we might ask everybody if they want to go eat at the cookhouse after we finish them. Chị nói chị đòi sân môi hả? Oh, guess what? I got a message. Chị chào bà con chú. Cô chú anh chị ơi, bây giờ cả nhà mình đi nè, hẹn mọi người là 1 giờ. Thì bây giờ chuẩn bị sẽ đi. Đến đó đã đặt vé rồi mọi người, đi tới đó sẽ ăn trưa luôn hả chị ha? Chúc anh chị ăn gì? I want to show you my lipstick. Ờ, nó lấy xong môi, mình nó xong con xong môi hồi nào vậy? Trời ơi trời. Mẹ còn chưa có xong môi nữa nè. Cái môi mẹ đang thui, mà chị đã xong môi rồi. Let's go. Let's go. He's a blush. Jen sent a message again saying that we're still going for 1 o'clock, so I said yeah. Let's go. Chi với bạn chơi bây giờ mệt rồi nè cô chú, vô đây nghỉ mệt uống nước nè cô chú ơi. Có 5 bạn lận nhưng mà ba cái bạn kia thì chạy đi chơi rồi. Ở trong đây giống như là khu vui chơi cho trẻ em đó cô chú, có quầy cà phê bán đồ ăn trưa ăn sáng gì nữa nè. Cái chị bạn mà mẹ của bé này nè là thấy Kim làm YouTube á thì cũng đăng ký kênh ủng hộ video nào Kim ra chị đó cũng xem hết á. Rồi hôm nay gặp chị thì chị nói là chị đang có ý định là muốn học làm YouTube đó. Thì Kim cũng có ngỏ lời là nếu như mà chị muốn làm á thì cái bước đầu có cái gì khó khăn hay là chị chưa có hiểu á thì mình cũng sẽ chỉ dẫn, thì mình chỉ theo những cái gì mà mình biết theo khả năng của mình thôi, chứ mình cũng không phải là dân chuyên nghiệp gì. Mình cũng có nói với chị như vậy đó cô chú anh chị. Chị này thì lớn hơn Kim 1 tuổi, nhà ở cách nhà Kim khoảng 5 phút lái xe thôi. Chị rất là vui tính luôn. Chồng của chị thì hình như là nhỏ hơn chị 2-3 tuổi gì đó, có nghĩa là nhỏ tuổi hơn mình nữa. Anh đó cũng rất là vui tính mọi người. Gặp Tony là hai người sáp vô là nói chuyện rôm rã luôn. Chị vừa mới sinh thêm một em bé nữa, bé trai này thì được 4 tháng tuổi nè cô chú anh chị. Cô chú ơi Chi, hôm nay cả nhà Chi đang đi dạo ở trong rừng thông nè mọi người. Nhìn ở đây giống Đà Lạt không các bạn? Rất là mát luôn, đi vô đây cái mùi thông đó, nó thơm thoang thoảng. Hồi nãy có một cái cây thông nó bị gãy nè mọi người, mình bẻ một nhánh. Đây, thơm lắm luôn. Chi! Đi chơi về thì chiều nay là thứ bảy á cô chú anh chị, cho nên là qua chở hai anh của Chi. Mình đi dạo ở trong rừng thông này nè, đi dạo mát xong rồi đi về ăn chiều, rồi sẽ đi về nhà. Tối nay là hai anh của Chi sẽ ngủ lại nhà đó cô chú anh chị. Thì ngủ tới ngủ xong rồi ngày mai chủ nhật ở lại chơi, tới 5 giờ chiều mới về. Cho nên hôm nay trời nắng nè, dẫn các bạn đi ra ngoài đi dạo.
Cái rừng thông ở đây rất là lớn luôn á cô chú. Ở ngoài đây có cát nè, đi thẳng ra ngoài kia là ra tới biển đó mọi người. Rồi chị đi đâu đây? Chị đi chơi. Đi chơi. Đi cà phê. Đi cà phê hả? Cà phê một chút nữa. Nó đi chơi lỡ đầu đi cà phê rồi cô chú, nó quen rồi đó. Dễ sợ thật chứ. Nha các bạn, có chỗ cho mọi người nghỉ ngơi ăn trưa nè các bạn. Chị thấy đống cát là nó đi vô liền nè. They might offer you a job to stay there. I was only there 3 weeks and they said we wanted to stay. 3 weeks into the 3 months they wanted me to stay. But it just so happened that I never ended up staying there. I went for another job and I also worked very, very hard then. But it wasn't. Nem chi nè cô chú. Ôi chị đòi ngồi lên đây mà. Rồi chụp hình xong rồi nó đòi lên ngồi, thấy cái cây nó đòi lên. Chị đòi ngồi lên đây chụp hình nè cô chú. Rồi đi theo ba lẹ lên, ba đi mất tiêu rồi. Kìa nó nóng, không có mặc cái áo khoác nữa cô chú. Đi vậy đó. Ủa cái tay đâu vậy? Cái tay đâu cô kia? Đưa mày coi coi. Trời coi nó chơi chịu nổi không? Nó chơi vậy á. Hết sức nói à. Giờ đi ra xe đi về cô chú ơi, đi về đi ăn trưa cho mấy bạn nhỏ ăn trưa. Mấy bạn đói bụng quá trời luôn rồi. Giờ cũng gần 1 giờ rồi đó mọi người. Yeah, don't forget to get your sticks. Chị Chi nó đi bộ mệt rồi nè cô chú ơi. Bây giờ đòi anh dẫn nè, anh ẩm nè, anh hai. Giờ bác anh hai ẩm như vậy đó, đi không nổi nữa. Bây giờ thì cả gia đình Kim sẽ ăn chiều xong rồi mới đi về cô chú anh chị. Mấy cái bạn nhỏ hôm nay muốn ăn hamburger nè cô chú. Mình không có ăn khoai tây chiên mọi người, mình ăn xà lách. Đây có cái nước sốt cho xà lách nè. Ủa chị trang điểm cho con vịt luôn hả? Đẹp chưa? Chi để nguyên cái bộ trang điểm lên đây nè cô chú. Đây để coi Chi sẽ làm cho ai đây. Ow. Trời ơi cái gì mà nó. Ý hả? Đây 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 đây. Nãy giờ Chi trang điểm cho hai anh rồi đó. Cái anh đằng kia kìa, cái anh đằng kia là cái mặt cùng. I'm gonna be back in the hospital again getting drops in my eyes. Hey. Giờ tới làm cho honey, ba. Honey, I'm gonna be back in the hospital getting drops in my eyes again. Careful babe, careful, careful. Daddy's eyes. Na ni na gong. Well done, sweetheart. Daddy proud of you, babe. Well done, babe. Đó. Chơi nó lên kế hoạch đồ gì dữ lắm nha cô chú. Yes. Sao con không làm, con ăn măng cho hết đi đây nè. Nó làm sao? Nó lại nó vẽ là nó vẽ tô son xong rồi nè. Rồi vậy. No, no, that's the list of the makeup that I and no.
the cheeks, the eyes, and the ears. Này chị lên kế hoạch thấy ghê cho cô chú. Cái này là done rồi nè. Làm xong rồi đó là tick lên nè. Làm xong rồi chị tới vẽ cái gì vậy đây là chị. Một mình chị hiểu luôn chứ không ai hiểu á cô chú. No, big girls don't wear makeup on their ears, they wear it on their face. That's not. Well, I used it young. Are we going to hit on his ears and have him be. Cái mặt giống cái bức. What? Để mà giống vẽ cho anh tô màu á. Thì vậy? Dài. Quá trời cái mặt. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Cả nhà em hôm nay trộn rộn quá ha mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ nha. Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ gia đình Chi Chi nha cô chú anh chị. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.